À 7 tuổi, nhà Kiến ở đâu? Nhà Kiến ở đâu? Người giỏi quá nhỉ. Nhà Kiến có mấy người? Kiến ơi, nhà Kiến có mấy người? Nhà con có mấy người? Mấy người? Đồng vào đây rồi. À, mấy? Năm, đúng rồi. Có những ai? Để cho bác nghe nào. Có những ai? Một là bố, mẹ, em sóc. Ai nữa? Ai nữa? Bà. Ai nhớ nhỉ? Yeah, đúng rồi. Nào, tiếp nha.